Nhắm mắt, nhắm mắt. Con mi gì mà dài dữ vậy? Đúng rồi. Thôi sao, thôi sao, thôi sao. Bình thường đừng có nhúng. Cô đang nói được một mụn con nhúng cái nó bị thụt mất tiêu rồi thấy chưa? Ấy, ngón tay cô này giống mắt con. Năm miếng, năm miếng. Nói ra cho mắt ông về nó sưng rồi đó, ngón tay vô đè vô mắt con, ngón tay vô đè vô con, ngón tay bị mấy chỗ trong tóc tóc nó khó chịu. Bây giờ yên đi khoai chịu khó xíu cô lại lấy ông về nó sưng nè. Con làm cô mắc cười quá à. Cô rung tay cô không có lấy được nè. Như nè mình là mình nha à. Giỏi. Lát nữa cho mấy cái kẹo. Con không ăn kẹo. Chứ ăn gì? Con không ăn, con nói chung là con không có ăn vặt. Không ăn vặt hả? Ít ăn vặt, không có ăn mấy cái đồ ngọt nhiều. Ừ, giỏi đó. Đúng rồi. Con uống trà sữa không? Ít. Nhưng mà cũng có đúng không? Có, dạ. Nhưng mà được cái là con không uống nước ngọt. Vậy là tốt đó con. Còn có uống có một vài ngụm mà không tủ hết nguyên chất chai. Uống nước suối đúng không? Uống nước suối là dạ. Nhưng mà thích hơn là nước suối tạnh. Chỗ do đau đầu á. Thank you.
Con phải biết cái mụn của con nó rất là cứng. Con nhớ không? Con phải nằm yên. Con làm gì vậy? 5 miếng, 5 suốt. Xong rồi tụi cái gói ta. À, tụi con gói hả? Ok. Đừng có nhỏ cái đầu lên là nó không tụt. Nằm yên nghe, đừng có lúc lắc. Mụn má con làm thì nhanh tại vì nó không có sâu lắm. Ở nhà có thử lấy cục nào? Để ở đây con không có lấy. Con không lấy đúng không? Dạ. Có bao giờ tự lấy không? Tôi lâu ngồi khử khử ra vài cục rồi chứ không có lấy nhiều. Lâu lâu có rồi con có đấy thường xuyên, không có làm thường xuyên á. Ừ. Ý là ngồi chơi, học bài, học xem TV rồi đấy. Cái ngứa tay khựa ra. Đúng rồi, lâu lâu vậy. Nhưng mà đôi khi con lên phòng, con rửa mặt thì con có nặng vài cục. Mấy cục nó đỡ đau thì con nặng, còn mấy cục đau quá con không nặng. Mẹ có nặng cho con không? Dịch ở nhà mẹ con có nặng tí, được 2 lần. Ừ. Có ra mụn không? Dạ có. Ôi cũng quá trời luôn. Giỏi. Không đau và đau không tưởng. Dạ, em cảm ơn chị Xuân nha. Mụn còn cứng lắm luôn rồi.